thì chắc sẽ chỉ là em với bóng dáng một người mà trong bao giấc mơ anh mong chờ ở bên sẻ chia và nghe lời anh nói về quá khứ hiện tại hay cả tương lai rồi anh sẽ cho sẽ cho mình một ngày thật dài được bên em, lắng nghe những tâm tình bao nhiêu ngày qua còn giữ kín, dù chỉ là lời nói thôi đôi khi lại mang theo bầu trời âu lo. Nên đừng lựa chọn đắn đo, cứ nói ra hết với anh này. Dẫu mây vẫn trôi hoài đem theo sự miệt mài trong anh, những năm tháng bên mình trôi qua thật chẳng đoán trước. Chỉ cần khi anh nắm tay em, còn em giữ nụ cười ngây thơ, thì chẳng còn gì quý giá hơn trong đời, vì có em đây rồi em à. Hai ta đã về chung một nhà, anh chẳng cho mình được nhiều thì giờ để nghe em kêu ca, kể về vui buồn cuộc sống hay về cuộc đời đầy hối hả. Vậy thì hôm nay anh sẽ ngồi lại mặc kệ ngoài kia là vội vã, nên là anh sẽ cho mình một khoảng trời riêng, có em và anh trong đó cùng những câu chuyện, chuyện vui chuyện buồn chuyện quá khứ hay là chuyện tương lai, để nghe để hiểu để suy nghĩ để không quên đi thực tại. Là có em luôn ở đây bên anh, lắng lo và yêu anh chân thành, dẫu cho anh chẳng có đường nào thì mặc kệ đi được có lúc xuống rồi lại lên anh ở không sao. Cuộc sống luôn luôn có những lúc chậm lại, mình sẽ chia ta hướng đến tương lai, chẳng cần phải có hợp đồng tỷ năm, anh chỉ muốn có được với em là hợp anh sẽ cho đời. Mình ngày thật dài được bên em, lắng nghe những tâm tình bao nhiêu ngày qua còn giữ kỹ, dù chỉ là lời nói thôi đôi khi lại mang theo bầu trời âu lo. Em đừng lựa chọn đắn đo, cứ nói ra hết với anh này. Dẫu mây vẫn trôi hoài đem theo sự miệt mài trong anh, những năm tháng bên mình trôi qua thật nhanh chẳng đoán chưa. Chỉ cần khi anh nắm tay em, còn em giữ nụ cười ngây thơ, thì chẳng còn gì quý giá